30 tuổi đấy, thì nội tiết cũng bắt đầu giảm đấy, và gần đây có biểu hiện giảm ham muốn, cương kém và đặc biệt là xuất tinh sớm. Thế... có rất nhiều nguyên nhân, trong đây là tôi xin đưa ra một số các cái nguyên nhân để cho các bạn biết được cái nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là các cái vấn đề về viêm nhiễm ở cái vùng quy đầu đó. Các cái vấn đề về viêm nhiễm ở vùng quy đầu, nam giới bị viêm nhiễm và đặc biệt ở vùng quy đầu hay bộ phận sinh dục đó, thì là làm cho cái bộ phận cái phần quy đầu nó sẽ bị tổn thương và nó sẽ rất là nhạy cảm cái phần thần kinh ở phần quy đầu, thần kinh cực khoái, thần kinh dương vật, thì nó làm chủ yếu phần khớp quy đầu, rãnh quy đầu đấy, và chung quanh cái bề mặt của quy đầu. Thế cho nên mà khi mà nó bị viêm nhiễm thì nó làm tổn thương, cho nên là quan hệ rất là đau rát và rất là dễ bị tổn thương, và khi quan hệ thì cần thì theo cái phản xạ sinh lý thì là sẽ có cái phản xạ nhanh xuất tinh hơn để dừng lại cái cuộc quan hệ, để hạn chế cái vấn đề về đau nhức đấy, đau nhói, đau buốt đấy. Chính vì thế là cứ những cái biểu hiện về viêm nhiễm phần quy đầu thì là sẽ nhanh xuất tinh đó, thì các bạn khi bị viêm nhiễm thì các bạn cần phải khắc phục đó. Đấy là một nguyên nhân. Trước tiên tôi tìm nguyên nhân và cách giải pháp thì biểu hiện như nào hay giải pháp tôi sẽ đi ở phần sau cho các bạn theo dõi. Đấy, thứ hai là các cái bệnh lý ở vùng sinh dục đấy, ngoài bao quy đầu ra dương vật ra thì các bệnh lý về bộ phận sinh dục như là dương vật, bìu, ví dụ như là viêm nhiễm, viêm tinh hoàn đấy, không thể quan hệ được chứ đừng nói là xuất tinh nhanh, đúng không ạ? Rồi các bệnh lý về viêm đường tiết niệu đấy, đặc biệt viêm niệu đạo, viêm tiền liệt tuyến đó, đúng không ạ? Đấy, thì là cũng là làm cho cái thời gian xuất tinh nhanh hơn do nó đau nhức cái vùng tinh hoàn. Đấy, rồi là các cái bệnh mãn tính khác thì cũng ảnh hưởng đến vấn đề về cái vấn đề về xuất tinh sớm, bởi vì là khi mà một con ngựa đau thì cả thuyền cả đoàn bỏ cỏ, đúng không ạ? Đấy, cho nên là khi mà một cơ quan bị ốm đau thì khi quan hệ các bạn thì sẽ nhanh xuất tinh do cơ thể mệt mỏi, nhanh xuất tinh hơn so với bình thường. Đấy. Rồi nguyên nhân thứ ba là do vấn đề về nội tiết. Đó, về nội tiết. Khi mà nội tiết nó giảm xuống dưới bình thường đấy, thì là cũng gây ra tình trạng xuất tinh sớm, đặc biệt là những cái người lớn tuổi. Càng lớn tuổi thì sau tuổi 40 trở đi thì nội tiết nó càng giảm dần xuống. Và một số khách hàng gần đây của tôi thì kể cả các anh 30 tuổi đấy, thì nội tiết cũng bắt đầu giảm đấy, và gần đây có biểu hiện giảm ham muốn, cương kém và đặc biệt là xuất tinh sớm. Thế các bạn cần phải kiểm tra nội tiết, xem nguyên nhân do nội tiết thì chúng ta sẽ phải điều trị nội tiết, đúng không ạ? Nguyên nhân thứ tư là do quá ham muốn. Đấy, những cái trường hợp mà cái nhu cầu của các bạn quá cao, các bạn sốt sắng, ham muốn quá đấy, và quan hệ nó vội vàng quá đấy, cái kỳ vọng của chúng ta cao quá thì những cái mong muốn, những cái trong đầu chúng ta nó sẽ đưa cái phản xạ thần kinh, nó sẽ điều chỉnh cái bộ phận sinh dục đấy, nó sẽ tăng co bóp các cái cơ vùng sàn chậu đấy, và cái khả năng và cái phản xạ xuất tinh nó sẽ nhanh hơn đấy, nó gây ra tình trạng xuất tinh sớm. Cho nên là những cái trường hợp mà các bạn mong muốn quá, ham muốn quá đấy, thì các bạn cũng cần phải điều chỉnh để cho cái vấn đề về quan hệ, cái thời gian xuất tinh nó sẽ được như kỳ vọng nhiều hơn. Nguyên nhân thứ năm thưa các bạn đấy, do chưa đúng tư thế. Thưa các bạn là trong quá trình quan hệ thì có rất nhiều các cái tư thế khác nhau đó, tư thế khác nhau thường là các bạn hay dùng các cái tư thế cổ truyền là nam trên nữ dưới, thì những cái cổ truyền này nó rất là sinh lý các bạn, thường là dương vật nó sẽ cong lên đấy, cong lên thì nó rất dễ chạm vào cái điểm G ở phía trên trước của âm đạo của người phụ nữ. Thế cho nên là và nó sẽ tì vào cái phần thành trước nhiều hơn đó, tì vào phần thành trước nhiều hơn thì là cái thời gian xuất tinh nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ nhanh ra hơn đó, cho nên cái tư thế cổ truyền nó đa phần là sẽ nhanh hơn. Vậy thì các bạn sẽ phải thay đổi tư thế, có rất nhiều tư thế đấy. Trong cái tư liệu của tôi, trong cái bài slide, cái quyển những cái video khóa học của tôi thì có rất đủ các tư thế luôn đó, và các bạn phải chọn đấy, tự mình phải khám phá ra cái bí mật của mình, xem là cái tư thế nào của mình nó thuận lợi nhất, nó lâu nhất và nó nhanh nhất đấy, và nó thích nhất và nó không thích đấy, thì các bạn cần phải thay đổi đấy, để tìm ra những cái tư thế nào nó phù hợp với riêng của mình. Thế còn đương nhiên là tôi có những cái tư thế phù hợp chung, còn mỗi một người khác nhau, các bạn muốn tìm hiểu chung thì hãy comment chữ tư thế thì tôi sẽ gửi cho các bạn những cái video khoa học đấy, những cái tài liệu về tư thế để cho các bạn có thể tham khảo tại nhà một cách tiện.
Bây giờ thì về công nghệ 4.0 chúng ta cũng nhiều trăm công nghìn việc, cho nên là dành ít thời gian ở nhà xem qua video cũng rất là thuận tiện. Đấy. Thế tôi nói về tư thế là như vậy, thì các bạn hãy cần phải tìm hiểu về tư thế để kéo dài cái thời gian quan hệ ra. Đó. Thứ sáu là quan hệ không đều. Đó. Cái vấn đề này thì liên quan rất là nhiều, đặc biệt là các bạn trẻ. Các bạn trẻ mà lắm thì 10 họa mới quan hệ được một lần. Quan hệ người đàn ông chúng ta có cái ham muốn là do nội tiết, và nhu cầu là do cái túi tinh nó đầy lên, nội tiết nó sẽ cao. Đấy, thì nó sẽ có mong muốn để chúng ta quan hệ. Vậy mà chúng ta quan hệ thưa quá, khi có mong muốn rồi mà chưa quan hệ, thế thì là cái phản xạ là chúng ta sẽ chỉ được vài nhịp, nó đã ra mất rồi. Bởi vì nó đang mong muốn, nó đang căng tức, đúng không ạ? Còn các bạn quan hệ đều thì là cái thời gian xuất tinh của mình nó mới đều, nó mới chuẩn. Đấy, nó nhanh hay không là nó khẳng định ở cái đều. Cho nên các bạn kể cả là chúng tôi có vợ con rồi mà quan hệ thưa, đấy, hàng tuần, hàng tháng thì là tuần mới được cái, thì đương nhiên là sẽ nhanh hơn là đều đặn. Đấy. Đặc biệt là các bạn công tác xa nhà, hay là sinh viên, hay là đi công việc. Đấy. Thỉnh thoảng tuần mới được một lần, hay là các bạn đang yêu mà một tháng mới được gặp người yêu một lần, thì đương nhiên là sẽ nhanh. Cái đấy là sinh lý, không phải bệnh lý. Đấy, các bạn cần phải khắc phục thì sẽ có giải pháp, nhưng cái đấy không phải bệnh lý, các bạn không phải băn khoăn. Bởi vì có rất nhiều bạn trẻ chưa có vợ con mà đã quan hệ một cách thỉnh thoảng không đều đặn. Đấy, cho nên là cứ bảo tôi là em quan hệ là thời gian nhanh quá, rất là lo lắng, rất sốt ruột và băn khoăn chần chừ, cứ nghĩ là bệnh họ họa kia. Đấy, rất là nguy hiểm, và khi tôi tư vấn là rất là khó, phải tư vấn nhiều lần các bạn mới hiểu rằng chính vì vậy cái bài này của chúng tôi đưa ra để cho các bạn biết được những cái bạn mà đang còn trẻ, quan hệ chưa đều sẽ xuất tinh nhanh hơn, đấy là sinh lý. Rồi là các bạn đi công tác xa nhà, đi công tác xa nhà mà quan hệ không đều thì sẽ xuất tinh nhanh hơn. Đấy không phải là bệnh lý, đấy là sinh lý. Thì các bạn khắc phục mà quan hệ dày hơn. Còn chưa có điều kiện thì chúng ta sẽ phải khắc phục bằng điều kiện. Thế thôi, đúng không ạ? Điều kiện như nào các bạn, mỗi người có một cái điều kiện khác nhau. Còn những cái trường hợp mà các bạn không đưa cho mình được cái lộ trình giải pháp thì hãy comment với điện thoại này, hãy comment vào Facebook này, tôi sẽ gửi cho các bạn tài liệu, hoặc là tôi sẽ code cho bạn, hướng dẫn trực tiếp một một cho bạn thì sẽ hiệu quả hơn. Vâng ạ. Rồi là tiếp theo, cái nguyên nhân thứ bảy là cái vấn đề về cơ địa, về thần kinh dương vật. Đó, thì cái này một số các cái phòng khám Trung Quốc, đấy, một số phòng khám là rất lợi dụng cái này. Đấy, là có cái máy đo thần kinh nhạy cảm, thần kinh dương vật, là bảo là thần kinh nhạy cảm quá xuất tinh sớm, sau đấy làm các cái phẫu thuật thủ thuật là thắt thần kinh dương vật. Thì đúng là cái thắt thần kinh dương vật thì nó có mã ở trong Bộ Y tế, đấy, trong bệnh viện là có cái mã để điều trị đó. Tuy nhiên là cái chỉ định điều trị đó rất là hạn chế, nếu những cái trường hợp điều trị bằng thuốc không hiệu quả, hoặc là những trường hợp mà nguyên nhân do cái cơ địa, do người ta đã điều trị các thứ rồi mà không đạt được, đấy, thì người ta sẽ làm cái thủ thuật đó, và cái hiệu quả này nó cũng không được nhiều và nó không được lâu. Đấy, và một số trường hợp mà thắt nhiều quá thì nó mất hết cái thần kinh nhạy cảm, thì là còn quan hệ nó rất là lâu không ra được. Đó, thì là cũng có những cái yếu tố nguy cơ tiềm ẩn rất là nguy hiểm. Cho nên là những cái trường hợp đó thì phải cần phải có những bác sĩ chuyên khoa về làm học, đấy, thăm khám, chẩn đoán và điều trị. Đấy, và có những cái chỉ định về thắt thần kinh dương vật phải cụ thể, chứ không được lạm dụng. Một số các bạn trẻ mà chưa lấy vợ hay mới yêu thỉnh thoảng, đấy, xuất tinh nhanh và đi khám phải mấy cái phòng khám tư vấn về cái thần kinh dương vật này, là các bạn có vẻ là hơi lạm dụng, đấy, các bạn cần phải tham khảo. Đấy, các bạn điều trị đi khám bệnh cần phải thông minh, cần phải tham khảo. Đấy, uy tín, chọn cơ sở uy tín, đâu phải ngoài Khang Trang là uy tín đâu. Các bạn cần phải tìm hiểu, đấy, xem bác sĩ xuất xứ từ đâu, đã có kinh nghiệm điều trị như thế nào, đúng không ạ? Chứ còn giấy tờ thì bằng cấp thì bây giờ thì tôi không nói nhiều về cái đó. Đấy. Rồi là thứ 8 là các cái vấn đề thủ dâm sai cách. Đấy. Thì trong các cái tài liệu nghiên cứu trước đây ấy, thì là người ta có nhiều các nghiên cứu người ta nói rằng là thủ dâm thì là một cái nguyên nhân gây ra vấn đề về xuất tinh sớm. Nhưng cũng có những cái tài liệu người ta nói rằng là thủ dâm cũng chưa khẳng định rằng là có phải là nguyên nhân gây xuất tinh sớm hay không. Đó, bởi vì là chúng ta mà thủ dâm để đạt được cái xuất tinh, để đạt được cái khoái cảm, đấy, càng nhanh càng tốt, đúng không ạ? Để cho nó thỏa mãn. Thì chúng ta làm dần, làm nhiều lâu ngày kéo dài mà như thế thì nó sẽ tạo thành cái đường mòn ở trong não.
nó quen đi. Khi là chúng ta quan hệ thật với đối tác bạn tình của mình thì là cái phản xạ thần kinh nó sẽ nhanh ra. Thì đó cũng là một cái nguyên nhân, một số cái nghiên cứu người ta đã dẫn xuất chứng minh là như vậy. Đấy. Nhưng mà những cái trường hợp mà người ta xuất tinh, người ta thủ dâm đấy, có mục đích, có chủ ý là người ta tập theo cái phản xạ bóp ngực. Đấy. Mà khi chúng ta tập từ thang điểm đến từ thang điểm 0 đến thang điểm 10, đến khoảng 10 là xuất tinh thì người ta đến khoảng 7-8 điểm người ta biết được cái khoảng này chuẩn bị rồi thì chúng ta ngừng lại. Đấy. Thì là tập dần nhiều lần như vậy thì nó lại kéo dài cái thời gian xuất tinh ra. Đó, đấy là một cái giải pháp. Cho nên là cái nguyên nhân thứ 8 này về cái mê sai lệch về cách thủ dâm, nó cũng là một nguyên nhân gây xuất tinh sớm, mà nó cũng là một cái giải pháp để chúng ta khắc phục cái tình trạng điều trị xuất tinh sớm. Cho nên là các bạn hãy tìm hiểu về xuất tinh sớm một cách có kiến thức thì chúng ta sẽ áp dụng được cái hiệu quả hơn.